cho phép được yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Và ngày hôm nay, Phương Hiếu và Tuyền Mập chào đón quý vị đã đến với chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Ngày hôm nay là 4 gia đình nhà gái đã sẵn sàng có mặt ở đây. Vậy thì chơi gì nữa, hãy làm quen với từng thành viên gia đình nhà gái. Hãy cùng gặp gỡ 4 gia đình vô cùng ấn tượng của tuần này. Gia đình đầu tiên, mẹ Phương Anh, con Trần Thị Huyền Trang. Mẹ dễ mến, con dễ thương. Gia đình thứ hai, dì Kim Thi, con Nguyễn Thị Mai Hương. Dì Điềm Đạm, con xinh tươi. Gia đình thứ ba, dì Hoàng Chi, con Lâm Đình Mai Chính. Dịu dàng, còn cá tính. Và gia đình cuối cùng, bà ngoại Bích Vân còn đáng thương, bà ngoại Diệu Hiền còn đáng yêu. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết được 4 gia đình ngày hôm nay là 4 người phụ nữ rất là dễ thương, đáng yêu, quyền lực và quý phái. Hãy hướng mắt lên màn hình để theo dõi nam chính ngày hôm nay là một cực phẩm như thế nào. Xin mời. Vũ Nhật Minh, chàng trai 30 tuổi đến từ Hà Nội, chắc chắn sẽ khiến bao cô gái phải thổn thức với bản thành tích vô cùng ấn tượng. Nhật Minh sinh ra và lớn lên tại Mỹ, học tập tại trường đại học Cambridge tại Pháp. Sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành, chàng trai trẻ quyết định trở về Việt Nam để làm công việc và cống hiến. Hiện tại, anh đang là chủ của một trung tâm tiếng Anh, kiêm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Hàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi tự nhận xét về mình, mình chia sẻ rằng anh là một người cẩn thận, biết quan tâm chăm sóc bản thân và những người xung quanh. Nhật Minh rất yêu thích đi du lịch, thể thao, đặc biệt là gym. Anh cho rằng rèn luyện sức khỏe bằng thể thao là cách tốt nhất để giữ cho mình một phong độ ổn định. Nói về tình trường, Nhật Minh đã từng trải qua một vài mối tình và mối tình sâu đậm nhất là nhân viên của mình tại trung tâm tiếng Anh. Cả hai đã quyết định chia tay khi anh nam tiến vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nhật Minh mong muốn rằng trong tình yêu là phải cùng nhau vượt qua mọi sóng gió chông gai. Chính vì thế, đến với chương trình ngày hôm nay, Nhật Minh mong muốn sẽ tìm được một người bạn gái để cùng anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống và cùng xây dựng một cuộc sống gia đình mới. Dạ, rõ ràng đúng là cực phẩm phải không Tuyền? Dạ. Vừa có nền tảng học tập tốt, lại học ở những ngôi trường thuộc top đầu thế giới. Dạ. Liệu rằng sẽ đến đây để tìm kiếm một cô nàng như thế nào? Hãy chào đón Nhật Minh tại Cho Phép Được Yêu. Hello. Yeah. Welcome. Yeah, nice to see you. Yeah. Hello. See you. Chào, chào tiếng Hàn Quốc hay tiếng Nhật vậy? Tiếng Hàn Quốc ạ. Yeah. Tiếng Hàn Quốc ạ. Với một cái người mà có một cái khối lượng thành tích ấn tượng và đáng kể như vậy, không ngờ là bạn rất đơn giản và giản dị luôn á. Như vậy thì nè, khi mà mình được đi du học ở nước ngoài, được sống ở nước ngoài một thời gian thì tại sao mình không kiếm cho mình một tình yêu nào đó ở trời Tây luôn? Bởi vì công việc của em nó cũng khá là vất, vì vừa mình vừa làm một MC. Ngoài ra thì buổi tối thì em cũng mở một cái trung tâm Anh Văn. Khi mình kết thúc công việc xong là đã tầm 9 giờ đến 10 giờ rồi. Nên là công việc của mình nó khá là vất. Nên đôi lúc là cái việc tìm người yêu nó cũng hơi khó một chút. Đúng rồi, không có thời gian dành nhiều cho tình yêu. Mối tình gần nhất của em có phải là mối tình ngay tại trung tâm không? Gần nhất ạ. Còn ngày trước thì em cũng có nhiều mối tình, trong đó thì cũng có quen một bạn là ca sĩ. Nhưng tuy nhiên là bởi vì nó cũng cùng ngành quá nên là mình rất là vất vả và cũng để duy trì được một quan hệ. Nghĩa là từng quen một stress. Bạn là ca sĩ, ca sĩ Việt Nam hay ca sĩ hải ngoại? Cả Việt Nam cũng có, cả người nước ngoài cũng có.
Vậy thì hôm nay em đến đây với gia đình của mình. Dạ. Hội đồng nhà trai gồm những ai? Dạ vâng, hội đồng nhà trai hôm nay em đến thì bao gồm có bác họ của em ạ, người em họ của em và em họ. Anh họ của em luôn. Là toàn là họ thôi. Bởi vì cũng có nhiều người gia đình em ở nước ngoài. Nếu dạ. như tìm được một nàng dâu tương lai, em có mang cô ấy đi nước ngoài luôn không? Nếu mà bạn ấy đồng ý thì hoàn toàn là em cũng rất là muốn tổ chức một đám cưới, có thể là ở Pháp hoặc ở Mỹ. Ôi, hoạch định một cái tương lai quá dạ. trời là hào nhoáng. Vâng, còn chờ gì nữa, hãy cùng chào đón gia đình của Nhật Minh. Dạ, mời bác họ giới thiệu về mình. Dạ, tôi tên Hùng. Tôi là bác họ của Minh. Không biết là ba mẹ của em có gửi gắm với bác là sẽ tìm kiếm một nàng dâu như thế nào là phù hợp với gia đình không ạ? Có cần phải môn đăng hộ đối không ạ? Dạ, cái đó chắc giờ mình khỏi quá. Dạ. Chứ mình hồi đó giờ mình làm khổ cho con mình thôi ạ. Vậy hả? Dạ. Nghĩa là hồi đó mình từng môn đăng hộ đối dạ. cho nên làm khổ cho con. Dạ đúng rồi. Cho nên dạ. bây giờ là mình rút kinh nghiệm. Dạ. Mình làm khổ cho cháu. Dạ. Không chào khổ. Bây giờ mình sẽ coi cái tuổi tác của cháu mình như thế nào. Dạ. Mình có hạt hay không. Dạ. Với lại nghề nghiệp, có duyên nợ với nhau thì mình tác hợp luôn. Dạ thương bác, bác hiểu được như vậy cho giới trẻ là rất là mừng. Em là anh họ của bạn Linh. Dạ. Yeah. Anh họ ơi. Em khai thác anh họ một tí nha. Cái này yeah. khai thác đồ khai cho mấy chị em thôi chứ không phải cho em đâu. Em khám phá đi, em khám yeah. chứ đừng phá nhé. Chẳng hay anh họ có vợ chưa? Anh thì cũng độc thân mà, vô tình mà. Vậy thì chắc có lẽ là lưu lại đúng. Lưu lại đồ khai. Em tên là Linh và em là em họ của anh Nhật Minh. Và đến với chương trình thì em cũng mong là tìm được một chị gái xinh xinh cho anh trai em. Dạ. Nghĩa là anh trai của em rất là trọng sắc. Trọng sắc cỡ nào thì chị anh của em sẽ để ý? Cỡ hoa hậu hay là hoa khôi? Né là... em ra nha, đừng nhìn em. Em nghĩ gì về đại mỹ nhân Tuyền Mập? Dễ thương, chị dễ thương. Như vậy thì ngày hôm nay chúc cho gia đình nhà trai của mình tìm cho ra cái phiên bản nào mà phù hợp với mảnh ghép mà Minh đang tìm kiếm, được không ạ? Một tràng vỗ tay để đến ngay với vòng 1 của Cho Phép Được, được yêu. Cho Phép Được Yêu. Bước vào vòng 1 sẽ có 4 từ khóa được các vị phụ huynh đưa ra để miêu tả tính cách hay điểm nổi bật của các con gái mình nhằm gây ấn tượng với nhà trai. Sẽ có một cô gái phải dừng chân sau vòng này. Cùng hồi hộp chờ xem nha. Và bây giờ mẹ Phương Anh có thể nói một từ khóa để nói về con của mình được không ạ? Là từ mượt. Từ mượt. 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 Dạ. Yeah. Wow, mượt mà. Mượt cũng có thể là làn da mịn mượt. Mịn yeah. mà. Có thể là ăn nói lưu loát mượt mà. Thôi không đoán nữa. Xin mời gia đình nhà gái là mẹ Phương Anh hãy cho biết từ khóa mượt liên quan đến điều gì. Mượt ở đây là mượt mà đầm thấm, dịu dàng của một thiếu nữ. Oh yeah. Có nghĩa là rất là phái đẹp. Nữ tính. Nữ tính. Hiền dịu. Yeah. Xứng đáng là một người vợ. Xứng đáng là một người vợ. Đó, đó. Mẹ dùng cái từ mà người ta muốn lấy làm vợ liền luôn. Dạ, dạ. Nhà có một cái cơ sở may nho nhỏ để mà phụ giúp gia đình. Rồi ngoài cái việc đó thì buổi tối thì em còn đi làm MC nữa. Cháu là ngày mai thì chắc cái bàn mai là cái bàn tay mượt mà lắm là mới mai mới đẹp á. Chính xác. Dạ đúng rồi. Em rất là khéo luôn. Em nhà mình ấy thì hiện tại là bao nhiêu tuổi và cô có nói là em đi làm, dành thời gian đi làm nhiều như vậy thì không biết là có thể dành được thời gian để cho bạn Minh được không? Hai bên thì có thời gian dành cho nhau thì mối quan hệ nó mới bền được. Tuy em bận rộn công việc rất nhiều nhưng nếu mà khi em đã gặp được một ý trung nhân thì có thể là em có thể sắp xếp được công việc. Rồi em hỏi đi cưng. Dạ em thấy chị biết may là em thấy thích rồi. Anh của em có phải là người thích thời trang không? Dạ có ạ, vì anh em làm MC cho nên là rất thích áo vest đẹp. Oh. Và không biết là chị có may được áo vest không cô? Cái chuyện đó không khó đối với em, tại vì em rất là mượt mà và khéo léo mà. Dạ yeah. Dạ. Chỉ mới từ khóa gia đình đầu tiên thôi mà chúng ta yeah. cảm thấy hừng hực rồi phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Hừng hực, mượt, nghe đã quá. Vậy thì gia đình tiếp theo, dì Kim Thi sẽ chọn từ khóa gì để mô tả về cháu Mai Hương của mình ạ? Từ khóa của cháu Mai Hương của cô là từ lanh. 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 Dạ. Cái miệng của ông này cũng không có vừa nè. MC ha, rồi làm giảng viên nữa ha, chắc chắn là phải lanh. Bây giờ có thích một cô bạn gái cũng lanh nữa để hai người có thể bắt được tần số của nhau không? Dạ. Khi mà mình nhắc đến từ lanh đó
Thế mình sẽ biết đến từ lanh lợi. Lanh lẹ. Rất được việc. Dạ. Trong mọi cái cuộc thương thảo thương lượng thì rất là tốt. Và em cũng rất là thích các bạn nào có từ lanh. Nhưng mà theo em thì lanh ở đây có một cái mỹ từ. Long lanh. Long lanh. Long lanh. Con mắt có thể long lanh rất đẹp. Nhưng mà không lẽ con gái mà đặt từ khóa là long thì phải đặt từ lanh thôi. Từ khóa lanh của cháu gái cô á là lanh lợi, nhanh nhẹn, thông minh. Tại vì ngoài giờ đi học về thì cháu có bán online mỹ phẩm và quần áo. Mà nếu mà bán online mà không lanh thì chắc ới quá. Nhưng mà người con gái mà thông minh quá thì có là mối đe dọa đối với các chàng trai hay không? Thông minh thì đấy là một người phụ nữ rất là tuyệt vời đấy chứ. Chính xác. Xin hỏi chị, cháu gái chị là lanh nhưng mà cá tính như thế nào? Nó thì rất là hiền lành. Ngoài ra thì cháu cũng rất là thích hát, cũng đam mê nghệ thuật lắm. Tại vì dì của cháu là cũng là một diễn viên nên cháu cũng rất là thích. Bây giờ cháu gái đó năm nay nhiêu tuổi rồi, có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cháu gái của tôi năm nay là 22 tuổi, ba mẹ nó ở Tứ Quận Nghệ An á, nên là cháu vô đây là 6 năm rồi ở với dì. Cháu lo làm ăn không à, lo học lo làm ăn chứ không có dám mà cái chuyện mà mối tình nào hết trơn á. Cái học vấn tới đâu rồi hả chị? Học vấn của cháu là đại học là ngành xã hội, tốt nghiệp rồi. Anh cũng thấy giống em nha. Characteristic. Đúng không? Rất characteristic, cá tính. Tại vì là em cũng đã có một nền tảng giáo dục tốt, nhưng rồi em vẫn đi theo cái con đường của mình. Mình trở thành chủ của cuộc đời mình, chứ mình không đi làm lính cho những người chủ khác. Phải không? Dạ, đúng đấy, rồi. Hợp lý. Bởi vậy rất khó có thể làm chủ. Cho phép được yêu. Và bây giờ chúng ta đến với lại dì Hoàng Chi. Từ khóa của cháu của dì là chữ bật. Chữ bật. Bật. Bật dậy. Bật tung sảng khoái. Tiền đề để cái sức bật đó là bạn đang một cái độ tuổi sung sức. Đúng không? Muốn bật được thì phải có đủ cái năng lượng thì mới bật được. À, có thể là bạn tràn đầy năng lượng. Bật ở đây á là cháu cô nó đam mê bóng rổ nên phải cần bật cao. Rõ ràng. Để nén vô rổ, bóng vô rổ. Một cô nàng mà mê bóng rổ chắc chắn cái chiều cao phải lý tưởng. À, cho hỏi em ở nhà cao bao nhiêu ạ? 1m63. Em có chơi thể thao không? Em có tập kickboxing. À, kickboxing, dạ. Mới tập Muay Thai. À, Muay Thai. Ôi, trời ơi. Dạ, cái môn đó là cái môn sát thương cao đấy. Hỏi là giờ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, cháu của tôi năm nay 20 tuổi rồi anh. Thấy chưa? Thằng cháu tôi ra ngoài Bắc, người Bắc, là bên chị là người Nam. Dạ. Thì bây giờ có chịu chấp nhận là làm dâu ở ngoài Bắc không? Nếu mà nó đã chọn mà nó thương thì sức giá tòng phu thì chắc là chồng đâu thì vợ đó anh. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến ngay với từ khóa của người tiếp theo nhé. Bây giờ dạ chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại có từ khóa nào dành cho cháu của mình không nè? Cháu đang thư là có từ chịu. Từ chịu. 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 Dạ. Trời ơi, chịu này là cái khoảng nó rộng lắm á nha. Người con gái mà chịu. Chịu, chịu thương, chịu khó. Chịu thương, chịu khó, chịu đựng. Chịu đấm ăn xôi. À không, cái đó không phù hợp. Cái đó không phù hợp, em sai rồi, em sai rồi. Anio. Thậm chí là người con gái chịu trận. Chịu trận. Cái là chịu chơi. Ừ. Em rất thích những bạn nữ mà có cá tính mà muốn tham gia trải nghiệm những cái mới. Tất nhiên là trong cái việc hiểu biết của mình. Dạ. Yeah. Đó. Cháu năm nay mới 18 tuổi thôi. Yeah. Wow. Bây giờ cháu ngoại của chị đó là năm nay 18 tuổi. Dạ. Yeah. Mà nó chịu là chịu những thứ gì, thứ gì? Cháu chịu đi làm make up, đi ca sĩ tự do. Dạ. Dạ. Rồi đi những sự kiện, những cái gì mà chịu được thì cháu vẫn làm. Dạ. Rồi về nhà còn phải phụ với mẹ cơm nước, phụ với ngoại nữa. Ngoại có cô cháu gái, thật sự là con rất khâm phục vì tuổi ở tuổi của bé đó là con cũng chưa chắc là con đã có thể giỏi như bạn ấy đâu. Dạ. 18 tuổi mà làm nhiều việc như vậy chứ tỏ rằng là cũng không có ngại bất cứ việc gì. Dạ. Thậm chí là chịu yêu. Thì đó, chịu lấy chồng. Thì bởi vậy em ra ngoài mới có mặt ở đây. Cũng có thể. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, rõ ràng là với vòng 1 này 4 từ khóa thì đó đã gợi mở thêm những cái thông tin mà có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy bất ngờ và thú vị. Rất là muốn gặp mặt ngay một trong 4 cô gái của gia đình nhà gái. Yeah. Nhưng mà nếu mà gặp trong trường hợp bị loại thì thật là đáng tiếc.
Nhưng đó chính là cái quy luật của vòng 1 này. Dạ. Vậy thì ngay bây giờ, hy vọng nhà trai sẽ cân nhắc thật kỹ. Thế là chia tay cái gia đình số 2. Dạ. Bây giờ cháu là cháu lành. Dạ. Gia đình số 2 là gia đình của em Mai Hương, cháu của dì Kim Ti. Tại vì trong hồi nãy chị nói là cháu là lanh, nhưng mà giờ lanh quá, mà giờ sự nghiệp thì lo diễn viên nữa, hồi lai thời gian nó không có thể mà tiếp xúc trao đổi với cháu tôi. Dạ. Là tôi thấy cũng xin lỗi bên chị. Rất tiếc là cô cũng buồn, nhưng mà cô nghĩ là cái gì cũng tùy duyên. Dạ. Để xem chàng trai của chúng ta ngày hôm nay có sự nuối tiếc nào hay không. Vâng, vậy thì mời Mai Hương xuất hiện tại sân khấu của Cho Phép Được Yêu. Trời ơi. Ngọt ngào quá. Vô thường gợi quý ở đây. Tụi hôn là lên tí hốt ngay về liền. Để lâu, chỉ nổi ưu phiền. Chỉ bằng thử sức hoa gà lên. Cho em. Người ấy và tôi, em chọn ai? Người ấy, trời ơi, người ấy. Mình ra sân khấu cùng nhau nha. Rồi. Trời ơi, sân đôi quá kìa. Cái vấn đề là cái màu này cũng là cái màu Âu Mỹ nha. Dạ. Tóc mà nhuộm như vậy và phối với cái màu này là màu Âu Mỹ, chứ không phải là màu châu Á đâu nha. Đúng không? Em ơi, do là cái từ khóa là lanh. Dạ. Cho nên là bên nhà trai sợ là mình lanh quá, mình ăn hiếp cháu trai nhà người ta. Thì em có lanh quá đến mức độ đó không? Em không có lanh quá, em lanh một chút thôi, là tại vì thôi. Trong cái công việc nó yêu cầu cái nó phải như vậy. Ừ. Thì mình bán hàng online mình phải lanh, chứ ở ngoài đời em cũng không có lanh đâu, em hiền lắm. Em dành hoàn toàn thời gian cho việc buôn bán, còn đi diễn thì em làm theo đam mê mà. Rất tiếc tôi không chọn cháu. Giờ thôi cũng chào tạm biệt cháu nha. Dạ. Để có cơ hội sau. Em thấy chàng trai này như thế nào? Đúng gu em luôn. Trời ơi. Em tiếc á. Nhưng mà anh ơi, mình không có duyên, không có phần đúng không? Thì bây giờ em với anh không được với nhau, thì em nhường anh cho người khác. Vậy anh nhường anh kia cho em nhá. Hả? Anh kia. Bây giờ em đó. Anh bây giờ em ơi, ở bên đó tới hai bên anh. Bên đó có tới hai anh lận đó. Là không biết là em định chọn anh nào. Áo đen áo sọc. Nếu như mà em mà chọn anh của anh á, thì em phải làm chịu anh mất rồi. Thôi em thích làm em. Trời ơi. Ê Linh nha. Em thấy nha. Đấy, hôm nay là anh kết nối đấy. Tự nhiên là chương trình của anh mà kết nối được cho em á. Là em đang nói cái bạn áo đen đó đúng không? Đúng rồi ạ. Em ơi, em bao nhiêu tuổi? Nghe cho nó kìa. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 ạ. 23, còn em nhiêu tuổi? 22. Ờ, nhưng cái lớn 2 gì, dạ, trai lớn 1. Dạ bác ơi, bác gả không bác? Ví dụ mà có duyên thì cũng cưới luôn. Cái này chưa là tình anh mà duyên em. Tình anh mà duyên em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Em xin em với một người nhỏ hơn mình 1 tuổi. Bước xuống đây nói chuyện. Bước xuống đây nói chuyện. Liền lập tức. Ôi. Chị thấy hợp không chị? À. Làm đôi đâu. Dạ. Nói gì nói chứ cũng phải tôn trọng em. Đó là cảm xúc của bạn gái đã dành cho em. Em cảm thấy như thế nào? Mình đồng ý hay không đồng ý mình cũng nói rõ ra. Dạ chắc em cảm ơn chứ em không thích rồi. Em hả? À, giờ anh không thích. Dạ. Anh không thích. Trời ơi, con bé giống như là bị đâm thêm một nhát dao nữa. Đau đau. Trời ơi. Thôi đi về chồng, đi về chồng. Trời ơi. Thôi em không cần nữa. Em không cần nữa. Dạ hai nhát dao rồi còn gì đâu nữa cần. Xong bây giờ mình mời dì xuống đây nha. Dạ vâng. Dạ mời dì ạ. Phải lựa chọn làm sao đây, làm sao đây để sao khó qua đi. Có gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây. Cho phép được yêu. Chàng trai Nhật Minh có vẻ rất luyến tiếc khi phải chia tay gia đình đầu tiên. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều bất ngờ. Đến với vòng 2, thông qua các đoạn video, nhà trai sẽ hiểu hơn về các cô gái và từ đó đưa ra lựa chọn những cái tên phù hợp đi tiếp với Nhật Minh.
Mời quý vị khán giả cùng đón chờ những điều hấp dẫn tiếp theo. Và bây giờ, đến ngay với đoạn video clip đầu tiên của mẹ Phương Anh sẽ giới thiệu về con Huyền Trang. Xin mời. Tôi là mẹ của Huyền Trang. Huyền Trang năm nay là 19 tuổi. Em nó rất là năng động và dễ thương. Tính tình em rất là hòa nhã. Thường MC á, thì mọi người cũng biết là đi làm về rất là khuya. Mà khuya thì em sáng ngủ dậy á, tầm khoảng chừng 8 giờ hơn. Mẹ thấy con chưa dậy thì đi vô phòng mà gọi con dậy. Khi mà gọi con dậy á, em nó còn đang ngáy ngủ. Mẹ đập dậy thì con bật dậy một cách rất là tự nhiên. Nói mẹ ơi con dậy rồi. Nhưng mà khi mà mẹ quay lưng đi á, thì con lại nằm xuống ngủ tiếp. Trời ơi, ngáy o o luôn á. Nhìn rất là dễ thương. Huyền Trang của cô á, thì nói chung em đã 19 tuổi, cũng đã trải qua hết hai mối tình rồi. Nhưng mà cái đó là mối tình của thời học sinh thôi. Với lại cái công việc của em á, rất là bận rộn. Nhiều khi công việc của em đam mê quá thì không có thể nào hẹn. Chẳng hạn như hẹn cái anh này là đi uống nước, nhưng mà tới giờ đi làm rồi thì em phải đi làm thôi. Cứ lỡ hẹn với bạn bè như vậy đó, thành ra bây giờ em mới độc thân như vậy. Nói chung á, con gái của mẹ rất là dễ thương, bướng bỉnh. Nhưng riêng cái tính cách mà chọn người yêu á, thì Huyền Trang là chọn một người đàn ông chững chạc nè, biết lo cho gia đình, biết thương yêu em và biết chăm sóc cho mái ấm của mình sau này. Chỉ đơn giản vậy thôi là em ấy đã cảm thấy vui rồi. Gia đình của mẹ thì không có yêu cầu gì lớn lao hết. Nếu mà thương con của mẹ thì có thể là về nhà quản lý cái công ty mai. Tại vì nhà mẹ có một cái công ty mai nho nhỏ thì con về con quản lý và phụ với lại vợ con. Mọi con sông lớn đều chảy về biển cả. Nhưng nếu con chọn Trang thì Trang sẽ là con sông nhỏ chạy ngược về phía con. Theo lịch sử loài người, chưa có con sông nào chảy ngược. Nhưng trong tình yêu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy thì nhà trai sẽ đặt câu hỏi gì? Xin hỏi bên chị, bên đàn gái là năm nay cháu 19 tuổi phải không chị? Dạ. Dạ. Thì hồi nãy tôi có nghe chị nói là cháu cũng hơi bướng bỉnh. Mà cháu nó nói là thợ may mượt mà tại sao bây giờ phải bướng bỉnh vậy? Em thì dịu dàng nhưng mà cũng có những lúc phải bướng bỉnh. Nhưng mà bướng bỉnh của em rất là dễ thương. Chẳng hạn như là ngủ dậy muộn, rồi mẹ kêu dậy thì không dậy. Cái đó là mẹ cũng cho là cái tính hơi bướng bỉnh. Nhưng mà khi dậy rồi á, thì lại chạy lại ôm mẹ. Mẹ nheo là mẹ ơi có đồ ăn sáng cho con chưa. Nhưng mà trong khi đó là đã 9 giờ mấy 10 giờ sáng rồi. Em nhà mình là có biết về nội trợ hay là có hay phụ mẹ về những việc gia đình không ạ? Nói chung là em rất thích nấu ăn. Những ngày lễ á, thì chỉ có đi MC làm buổi tối thôi. Còn ban ngày thì công ty sẽ nghỉ thì em sẽ ở nhà nấu ăn cho gia đình. Vâng, như vậy là chúng ta đã có những thông tin thêm dành cho gia đình đầu tiên qua đoạn video clip. Và tiếp theo sẽ là một đoạn video clip để dì Hoàng Chi có thể giới thiệu về bạn Mai Trinh. Xin mời. Tôi là dì của cháu Lâm Đình Mai Trinh. Năm nay cháu 20 tuổi. Cháu đang học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa tiếng Hàn. Ngoài giờ cháu đi học á, thì cháu có đi làm thêm, là cháu phụ quán cà phê để phụ mẹ đóng tiền học phí. Cháu Trinh có sở thích đánh đàn ukulele. Nó hát nghiêu ngao cũng thấy cưng lắm. Cháu thích chơi bóng rổ. Chắc có lẽ là do cháu chơi bóng rổ nên cái dáng dấp của cháu cũng đẹp. Cháu cao 1m6 mấy mà nặng có 50kg thôi. Bé nó tánh nó ngoan lắm, có hiếu với cha mẹ, hay giúp đỡ mọi người. Hồi nhỏ nó hay qua nhà tôi chơi. Tự vì nhà tôi với mẹ nó cũng gần nhau. Dù là tôi là dì nhưng mà cháu nó xem tôi cũng như là mẹ. Có nhiều khi có chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với tôi. Cháu tôi thì nó dụng cái chuyện bếp núc ở nhà lắm. Mà nhiều khi mẹ nó tập nó nấu vậy á, mà nó làm hoài mà nó không khéo gì trơn á, nó làm không được. Khi
hy vọng cháu tôi tham gia chương trình này thì sẽ tìm được người đồng hành với cháu tôi đi du lịch để khám phá các nơi mà cháu thích. Con trai à, Mai Trinh không thích la cà, Mai Trinh chỉ thích mặn mà với con. Trời ơi, kể chưa. Mai Trinh không thích la cà, Mai Trinh chỉ thích mặn mà với con. Mặn à nha. Mặn nha, mặn nha. Dạ mời nhà trai. Gia đình của mình á là có mấy anh chị em? Như là gia đình là có hai anh em. Dạ. À, ba mẹ Trinh thì làm nông. Dạ nhà làm nông vậy có cắt mấy miếng đất nào chia cho hai đứa con không ạ? Ví dụ mà con gái lấy chồng thì cha mẹ chắc có cho của hồi môn. Dạ. Dạ. Tất đất là tất vàng đó em. Dạ. Ở miền Nam thì em có miếng đất nào chưa? Ở trong này thì em cũng chưa. Nếu mà bạn chịu mà ra Hà Nội đi đó, làm dâu ở ngoài Bắc thì ở ngoài đó thì con cũng có tương đối. Thôi dạ. Bây giờ hãy theo dõi chị ngoại Bích Vân giới thiệu về cháu Đan Thư, xin mời. Dạ xin chào, tôi là ngoại của Đan Thư. Đan Thư năm nay là được 18 tuổi, làm nghề make up và ca sĩ tự do. Đan Thư á, ái mộ Hương Giang là nhiều nhất. Nó thích hát lắm, hát cái gì cũng hay hết trơn á. Đan Thư đang mơ ước sau này sẽ thành một người ca sĩ nổi tiếng, sẽ được như Hoa hậu Hương Giang. Ồ. Còn nhỏ Đan Thư thích chơi búp bê, chơi đóng cải lương. Khi Đan Thư đến năm 11 tuổi rồi, thay đổi mà không thể nào dám nói với cha mẹ, thì đến tìm bà ngoại, tâm sự với bà ngoại. Và lúc đi học á, chơi theo cá tính của nó thích là chơi với con gái, thích để tóc dài, thích mặc đồ con gái, thành thử ra các bạn của nó đứa nào nó cũng theo để mà trêu chọc hết trơn á, tội nghiệp cho cháu ngoại. Khi đó ba mẹ cũng ngăn cấm dữ lắm, tôi thì tôi thông cảm, tôi nói thôi đừng có bao giờ ngăn cấm, bởi vì cái giới tính bây giờ đó là con nít nó hay cái thay đổi lắm. Tôi thương con thương cháu quá đi, nhưng mà không biết làm sao, bà cháu ôm nhau mà khóc. Ai nói này nói nọ thì về tôi cũng buồn lắm, tôi an ủi cho cháu. Thôi con, ngoại hiểu con, thì giờ ngoại nói cho cha mẹ con hiểu con là được rồi. Bây giờ mình sống cho bản thân mình đi, đừng có để cho người ta nói mà để khổ cho bản thân. Có tâm sự về với bà ngoại là Đan Thư đã trải qua hai mối tình, thì ngoại nói thôi con đừng có buồn nữa đó, cái duyên mình nó đã tới đâu thì mình phải đi tới đó thôi, chứ giờ mình muốn cũng không có được. Chấp nhận, phải chấp nhận đi con. Ngoại đã lớn tuổi rồi, ngoại thương Đan Thư quá đi. Ngoại muốn thích có một người rể nào để bảo bọc được cuộc đời của Đan Thư. Nếu mà con có thích Đan Thư á, thì con dọn Đan Thư đi. Đan Thư thấy vậy chứ, mềm mại lắm, dịu dàng lắm đó, ngoại hình thì nhìn cũng được lắm con. Con à, bình minh thì con ở bên đó, còn bình yên thì con ở bên Đan Thư của ngoại nha con. Dễ thương quá à, bà ngoại phải nói là cực kỳ tâm lý luôn. À, xin hỏi bà ngoại chứ, năm nay cháu 18 tuổi mà cháu lại make up, rồi bây giờ cháu lại cái giới tính nó không rõ ràng nữa, bây giờ mình cũng hơi ngại ngại chỗ đó. Xin thưa với đàn trai chứ cháu nó là người là hoàn toàn thay đổi giới tính, đã là chuyển giới rồi. Dạ. Bây giờ cháu đã học hành tới đâu rồi? Dạ thưa, nó nghỉ học mà nó đi làm make up, với lại nó đi hát ca sĩ tự do. À vậy thì sao mà cháu nó nghỉ học, mà cháu nghỉ học năm lớp mấy hả bà ngoại? Nó học đến năm lớp 6 là bị gì đi vô trường á, rồi bạn bè cứ trêu chọc nó riết, rồi cái dí quýnh á, cái nó chịu không được, nó nghỉ, nó về, nó ôm, nó khóc. Dạ với cháu có đi theo lô tô không vậy? Dạ thưa có, nó tự đi theo lô tô, nó hát luôn. Như vậy là em là ca sĩ lô tô. Yeah. Ca sĩ lô tô. Ví dụ mà mơ mốt á, cháu có về bên với lại cháu tôi, thì mơ mốt có thể cho nó đi học trở lại được không? Rồi có nghề make up rồi giờ nó phải tạm ngưng qua, bỏ qua bên để cho nó sự nghiệp của nó. Nó có găng quá cao thì giờ nó sự nghiệp nó mới tốt. Nếu mà gia đình đàn trai có đồng ý thì cháu nó chấp nhận được thì cháu nó cho đi học lại.
Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải đưa ra một quyết định. Nhưng trước khi hỏi gia đình nhà trai, cho Hiếu hỏi nam chính của chương trình Nhật Minh. Em có ngại khi mà yêu một người chuyển giới hay không? Thật ra em cũng có quen rất nhiều bạn và thực tập cộng đồng thứ ba. Thì em thấy những các bạn ấy rất là tốt. Nên là nếu có thể thôi, có thể thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 50-50. Nghĩa là mình sẵn sàng mình để cửa ngõ đó cho các bạn, để các bạn có thêm cái niềm tin vào tình yêu. Vâng, em đồng ý. Xin mời nhà trai chúng ta đưa ra quyết định. Thời gian suy nghĩ dành cho nhà trai bắt đầu. Lỗi bên bà ngoại nha, gia đình số 4, mình xin chia tay nha. Vậy là chúng ta phải chia tay với Đan Thư, cháu của ngoại Vân. Cháu mình là cũng là con một thôi, mà bây giờ cái chuyển giới đó, thì bây giờ ví dụ mà khoa học bây giờ mà nó thụ tinh được đó thì càng tốt, còn giờ không được nữa rồi mới mốt cái là không có cháu đích tôn, là mình cũng đại diện bên cha mẹ của Nhật Minh, mình cũng chọn là gia đình số 4 là mình xin phép tạm thời chia tay. Dạ. Cháu nó không có duyên thì xin cảm ơn thật nhiều. Dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Chào đón Đan Thư. Em thấy anh như thế nào? Dạ theo em cảm nhận thì em thấy anh cũng rất là dễ thương và là một người rất là học rất là giỏi nữa. Theo bản thân em thì em cảm thấy em chưa xứng đáng với anh thôi. Cũng không hẳn là việc chưa xứng đáng hay không, mà vấn đề là anh thì anh cũng rất là cởi mở, nên nếu không mình không yêu được thì mình có thể làm bạn hoàn toàn được. Dạ mời ngoại xuống đây ạ. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều may mắn, nhiều điều tốt đẹp nhất đến với ngoại, đến với cháu, đến với gia đình của mình. Và cảm ơn ngoại rất là nhiều. Mời ngoại. Ai lựa chọn làm sao đây, để sao khó qua đi, có gia đình đều muốn kết duyên. Ai lựa chọn làm sao đây. Thật đáng buồn khi phải tiếp tục chia tay với một gia đình nữa. Nhưng luật là luật. Chặng đường tiếp theo, Nhật Minh sẽ gặp gỡ hai cô gái còn lại. Liệu rằng ai trong hai cô gái này sẽ chinh phục được trái tim của Nhật Minh và khiến gia đình Nhật Minh tin tưởng lựa chọn cho Nhật Minh đây? Hãy cùng bước vào vòng quyết định đầy gay cấn ngay nào! Và còn chờ chờ gì nữa, chúng ta hãy mời ra sân khấu này ngay lập tức bạn Huyền Trang ạ. Xin mời! Let's go! Bây giờ là 3 phút dành cho hai em thời gian để hai bạn trao đổi bắt đầu. Thì anh nghĩ thế nào với một cô gái mà bận rộn công việc như em, thì không biết là anh có chấp nhận được cái một người phụ nữ mà là giỏi công việc ngoài hơn? Thông thường là em hay rảnh vào lúc nào? Thứ hai hoặc là thứ ba. Cuối tuần lại không rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Anh cũng là một chủ doanh nghiệp thì anh cũng cảm giác là những cái ngày thường, ngày cuối tuần mình cũng sẽ không thể nào rảnh được. Thì anh cũng hy vọng là nếu có cơ hội thì mình hoàn toàn có thể là mình sắp xếp được công việc và thời gian. Thì không biết là sở thích của em là gì? Thì em thích đọc sách cũng như là nấu ăn. Em thích tập gym không? Dạ có, em có tập ăn. À rồi, thế thì nói chung là mình chia sẻ rất nhiều là điểm chung. Có một cái là anh hơi khó tính một chút. Em cũng chia sẻ một chút là em ở nhà em rất là khó tính. Khó tính? Em khá là kỹ về kiểu như là phải ngăn nóc. Phải nhanh. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nhà là phải nhanh và sạch đúng còn không? Còn về công việc em thì phải kiểu như rất là đâu ra đó, rất là khó tính kiểu. Em có yêu cầu bạn trai phải biết làm cái gì không? Dạ không, em nghĩ mình làm điều gì mà mình cảm thấy vui nhất là được rồi. Hết giờ. Okay. Em rất bản lĩnh, rất là sắc sảo, không ngại thể hiện cái yêu cầu và cái điều kiện của mình, chứ không chỉ là đến đây để cho người ta chọn mình. Cho phép được yêu. Thế bây giờ hãy cùng chào đón Mai Trinh, cháu của dì Hoàng Chi tại Cho Phép Được Yêu. Let's go. Cho phép.
Bây giờ sẽ là 3 phút dành cho hai em. Thời gian bắt đầu. Thế em thích điều gì nhất? Em thích nghe nhạc và đi du lịch. Trong tuần em có rảnh không? Dạ có, em rảnh vào buổi tối. Thông thường cái công việc của anh á, một là đi dạy, hai là đi show. Thì đi show thôi không nói rồi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm rất là đêm, rất là muộn. Nhưng đi dạy chắc là anh phải kết thúc công việc sau 10 giờ. Thì đấy là những cái chia sẻ rất 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 thật lòng của anh. Chỉ cần thời gian rảnh của anh thì dành cho em là được. Em có biết anh là giỏi tiếng Hàn. Em cũng đang học chuyên ngành Hàn Quốc mà cũng chưa giỏi lắm, cho nên cần một người kèm cặp. Yeah, sorry hear you. Anh ấy yêu luôn rồi kìa. Trời ơi, phán cho một câu yêu luôn rồi. Phá cho quá đất luôn. Dạ. Yeah. Thôi ơi. Cái gu của em bao nhiêu phần trăm trùng khớp với người con trai đã đứng cạnh mình? Dạ, em nghĩ là 70% ạ. Oh. Cũng là một con số trên trung bình rồi. Cao lắm luôn đó anh. Trên trung bình rồi. Cho phép được yêu. Chào đón quý vị đang đến với phần trinh báo vật. Không chờ gì nữa, mời mẫu vật của gia đình mẹ Phương Anh và em Huyền Trang lên sân khấu. Let's go. Nó mềm mềm anh ơi. Nó mềm mềm. Dạ, có vẻ nó vô hại nha. Cảm giác như là mượt. Mượt như lời mẹ đang gửi cho con gái của mình. Cứ chừng. Là cái gì ạ? Anh ơi, em giờ tới cái chớp nhọn của nó rồi. Trời ơi, nó tới 4 cái chớp lần anh ơi. Từ từ nha, từ từ. Mày kéo từ từ. Đó là đây là một sắp vải lụa phi bao. Thấy chưa? Đáp án triều điển. Cái này là gọi là báu vật của con gái của mẹ. Dạ. Để mà gửi đến con. Cái này là màu trắng, tượng trưng cho sự trinh trắng của một người thiếu nữ. Thì con gái của mẹ nó rất là xứng đáng. Cái thứ hai nữa, em đã làm nghề mai thời trang. Đây là vải trắng tạo ra những mẫu áo sơ mi. Con là làm nghề MC, rồi con hay đi ngoại giao nhiều nơi. Thì cái áo trắng này là cái áo trắng tinh khôi của em tặng cho con, để mà con làm hành trang để bước tới những thành công. Dạ, cảm ơn Trang. Rất ý nghĩa. Một lời nhắn nhủ nhẹ là anh ơi, đi đâu hãy mang thiếp theo cùng. Dạ. Vậy thì để xem là dì Hoàng Chi và em Mai Trinh mang đến đây báu vật gì. Xin mời báu vật. Let's go. Biển này hơi căng ạ. À. Em nhìn em thấy khá là thật đó. Nó có cái chớp nhọn. Trái chuối. Trái mướp. Thôi bây giờ mình không còn chần chờ gì nữa, mình rút nó ra đi. Chứ em cũng tò mò lắm rồi, được thì em ăn nó luôn. Rất là to một cái cà tím. Nhưng mà qua quá trình mà để nó lớn như vậy á, là phải qua thời gian chăm bón và tưới nước và săn sóc nó. Với nó là một trái nó màu tím như vậy, nó thể hiện lên một cái màu tím chung thủy. Thủy chung son sắt. Nếu mà con chọn cháu của dì thì cô sẽ nghĩ cũng giống như màu tím chung thủy này. Nếu mà hai đứa có lấy nhau, nhà cháu gần nhà dì, hai vợ chồng có thể qua nhà dì ăn rau sạch mỗi ngày. Dạ, con cảm ơn dì. Và luôn luôn mạnh khỏe. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, một bên là cà tím thể hiện cho rau sạch và cái sự chăm bón để làm nên cái loại rau này. Đặc biệt là cái màu tím, tại vì sao lựa chọn cà tím? Vì gia đình cũng muốn gửi gắm cái màu tím của thủy chung. Dạ. Còn bên kia là một khúc vải trắng, cho những nói lên tấm lòng trinh trắng mà còn là tài năng yêu mến về thời trang để có thể giúp cho người chồng của mình tỏa sáng bất cứ lúc nào, rất là tuyệt vời. Và bây giờ là lúc mà chúng ta còn hướng mắt về hai bên gia đình, tại vì ngay lúc này hai gia đình sẽ đến với màn đối chất với nhau. Bắt đầu. Tôi nghĩ anh nên chọn cháu tôi. Cái cuộc sống bây giờ là quan trọng cái sức khỏe. Nếu mà mình ăn sạch ngủ ngon là tốt cho sức khỏe. Cái bên đó là chỉ là một cái tiệm mai nhỏ thôi, nó sẽ không
thu nhập cao. Từ bây giờ á, người ta hay mua hàng may sẵn nhiều hơn là người ta đặt may. Còn bên nhà cô thì lúc nào trong cuộc sống người ta cũng phải cần có rau. Dạ, cho em xin đính chính lại, nhà em là một xưởng may. Mà xưởng may của em là may rất là nhiều, nhận đồ xuất khẩu, chứ không phải là nhỏ lẻ để mà may từng một cái áo lẻ chị ạ. À, về Huyền Trang, con gái của em á, nên nó cần phải làm kế toán cho một cái công ty của em. Thì cái thu nhập của em ở đây á, là tiền lương là tính theo công ty, chứ không là tính theo sản phẩm từng một cái áo. Cái thu nhập của em là rất là cao. Cái thời gian đi vậy thì không có thời gian săn sóc gia đình, cháu tôi sẽ tốt hơn. À, dạ thì con xin đính chính một xíu. Hiện tại công việc em là MC và em đang là quản lý trên một cái app, tới 3 app. Và song song đó là em làm MC và em làm kế toán cho nhà em. Và em xin bật mí một con số nhỏ, đây là tháng thu nhập của em trung bình trên 20. Ở bên phía của em bên đây thì theo như tôi thấy là không chắc chắn, là cái công việc nó không có ổn định bằng của gia đình của mình. Tại vì gia đình của mình là một công ty, ở bên kia thì chỉ là sinh viên thôi. Sinh viên nhưng mà cái tương lai đang bước dài. Còn trong khi trẻ con của chị thì học nửa chừng, nghỉ ở nhà làm kế toán cho gia đình chị, thì làm sao có tương lai sáng lạng như cháu tôi. Nhưng mà bây giờ sinh viên ra trường á, thất nghiệp dài dài chị ơi. À, dạ thưa bác, cho con xin phép được nói đôi lời. Dạ hiện tại thì đang ở ngoài xã hội, con cũng có rất là nhiều người, người ta học thấp, người ta học kể cả lớp 1, lớp 2 hoặc là lớp 5, lớp 6, nhưng hiện tại công việc người ta vẫn rất là ok và người ta kiếm thu nhập hàng trăm triệu và có thể là lên tới con số hơn nữa. Ủa thế nhưng mà là... con nói là con họ làm kế toán của gia đình thôi chứ đâu phải kế toán của trường lớp dạ ra cô, đâu. À, dạ cho con xin phép được nói hết là dạ là sang năm là con sẽ sắp mở một cái shop thời trang riêng cho mình. Và hiện tại con cũng đang là quản lý của trên vài cái app đó, là con xin đến chính dạy. Còn cái việc á, là bằng cấp á, tại vì thời buổi 4.0 rồi, bằng cấp thì đối với mọi người là nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng á, là mình có làm được việc và mình có dám làm sao được. Con nếu mà con nói vậy thì chắc mấy trường đại học ta đóng cửa hết à. Dạ nếu mà nói như cô vậy, chẳng lẽ con học thấp là không bằng cháu cô, và cháu cô học nhiều không học phải là đây là con. Cô nói gì nhưng mà cô nghĩ là cái tương lai của cháu cô nó sẽ dạ thưa bác, đó là tương lai. Còn con hiện tại con đã làm và con đã kiếm được một cái thu nhập cho con, công việc đang rất là ổn định. Nếu mà anh chọn con thì việc là anh chỉ làm chồng con thôi, còn lại là sự nghiệp và công việc và tiền con đã kiếm được rồi, là anh không phải lo điều gì hết, là còn cả thế giới từ đây con nữa. Còn nói gì nữa, đâu phải là phụ nữ kiếm ra tiền mà hạnh phúc đâu. Nhiều khi phụ nữ kiếm ra tiền nhiều quá đâm ra coi thường chồng. Dạ. Mà cũng ỷ về bản thân mình cũng đanh đá nữa. Dạ. Con kiếm ra tiền nhưng mà cái thời gian của con dành cho gia đình rất ít, cho nên những cái thời gian mà con rảnh là con rất là trân trọng và rất là quý trọng, và chất là con không có đanh đá. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, giờ phút quan trọng đã đến. Các gia đình và những người con gái thân yêu cũng đều đưa ra những quan điểm hết sức là mạnh mẽ. Liệu rằng gia đình nhà trai sẽ lựa chọn như thế nào? Thưa quý vị, khi cánh cửa đó mở ra, cô con gái ngồi trên chiếc ghế sau cánh cửa đó chính là lựa chọn của gia đình nhà trai. Lúc này thì Nhật Minh sẽ có hai lựa chọn dành cho mình. Nếu Minh cảm thấy người con gái ngồi ở trên chiếc ghế đó là người con gái mà Minh mong muốn tìm hiểu, Minh hãy di chuyển vào bên trong, nắm tay người ta đi ra đây. Còn nếu như người con gái ngồi trên chiếc ghế đó không phải là người mà Minh mong muốn tìm hiểu thì cứ đứng yên tại chỗ. Nhưng trước khi gia đình nhà trai đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào, cho anh được phép hỏi có hay không có người mà em thích ở hai cô gái cuối cùng này? Có. Có. Yeah. Vậy thì ngay bây giờ, gia đình nhà trai hãy cho chúng tôi biết đâu là cô gái mà gia đình cho phép được yêu. Huyền Trang và Mai Trinh, đâu là cô gái mà gia đình cho phép được yêu? Dạ, thì tôi cũng đại diện đàn trai là xin chọn bên Huyền Trang là gia đình số 1, là cô Huyền gái được Trang yêu. Là con gái của mẹ Phương Anh. Xin quý vị, chiếc ghế đỏ đang đứng hợp với chiếc cặp màu đỏ của Huyền Trang đang mặc. Cho
Bây giờ sẽ là ba tiếng đếm. Đồng ý thì bước vào trong, không thì đứng lại. 1 2 3 Cho đứa trẻ nên duyên, phải lựa chọn làm sao đây, làm sao đây để sao có qua đi. Bao gia đình đều muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây. Ngay từ đầu thật ra em cũng rất muốn có một người có thể làm cùng một công việc một chút thôi, có thể chia sẻ được cùng quan điểm. Và một cái mẫu phụ nữ mà em cũng rất là thích đó chính là mẫu phụ nữ business women. Business women. Huyền Trang đáp ứng được những tiêu chí đó, không chỉ lẫn quẩn trong gian bếp mà còn có thể bước ra thương trường theo đuổi đam mê và tài năng, bên cạnh đó vẫn dành thời gian cho người mình yêu. Dạ chính xác, mẹ snow quá, mẹ lại có hiểu. Dạ tôi rất đồng ý, rất ưng ý và vừa ý. Vừa ý luôn, ba ý luôn à. Vâng, như vậy thì rất là cảm ơn vì Hoàng Chi và em Mai Trinh đã đến với chương trình. Chúc mừng Nhật Minh, sau này đi dẫn chương trình sẽ không còn phải lo lắng về áo sơ mi trắng nữa, mà sẽ có rất nhiều chiếc áo sơ mi trắng được may ra. Và anh cũng xin chúc mừng cho Huyền Trang, vì sau này thì em sẽ được học ngoại ngữ miễn phí nha. Dạ, để có thể đâu đó vòng quanh thế giới và có thể làm một cái đám cưới nếu thật sự đi đến với nhau hạnh phúc, và tổ chức đám cưới cả bên nước ngoài luôn nha. Dạ. Vòng quanh thế giới around the world. Và thưa quý vị, như vậy ngày hôm nay màn kết hợp của chúng tôi cũng rất mừng với sự góp mặt của Tuyền Mạp đã thành công rực rỡ, và rất mong được quý vị khán giả yêu thương chương trình, yêu mến những quan điểm hết sức là thấu tình đạt lý của các bậc làm cha làm mẹ. Hãy hiểu cho các bậc làm cha làm mẹ và các bậc đại diện gia đình, tại vì chính họ chứ không ai khác tạo ra chúng ta, sinh ra chúng ta, hiểu chúng ta, và chính họ là người mong muốn chúng ta hạnh phúc nhất. Cho phép được yêu sẽ được khép lại tại đây. Đừng quên theo dõi chương trình trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cho vừa nhà bên, mọi người đã sẵn sàng chưa? Người nào xứng đáng sẽ được gọi tên. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!